Em thể. 18 cái chống đẩy. Đó. 18 cái chống đẩy. Bài tập chưa gửi. Tôi em đăng rồi ạ. Ê thầy. Mười tám cái chống đẩy. Tôi em gửi thầy ạ. Có cần thầy phải gọi mẹ không? Dạ thôi. Nhớ nhá. Vâng. Rõ chưa? Rồi. Hôm nay biết lên sớm là tốt. Còn để thầy mà phải gọi một lượt nữa thì thôi nghỉ nhỉ. Thầy đang nghe đeo vào nào. Xong chưa? Nhanh lên nào. À, chỉnh lại cái dây tai nghe đi. Chưa? Được chưa? Now, today we study Unit 7, the first university in Vietnam. What does it mean? The first university in Vietnam. The first university in Vietnam. Thành phố siết ở Việt Nam. University. University. Thành phố ạ. Trường đại học đầu tiên của Việt Nam. University, đại học. Đi vào nào. Cái này học rồi nhá. Xong chưa nào? Ok, đây chúng ta sẽ học về grammar, passive voice. Ok, passive voice là câu gì đây? Passive voice. Câu gì? Câu gì đây? Học được một rồi, câu gì đây? Câu gì? Passive voice. Câu gì nhỉ? Passive voice. Câu bị động. Rồi, câu bị động. We use the passive voice when the action is more important than the person who does it. Có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta sử dụng khi nào đây? Thì câu bị động. Chúng ta sử dụng câu bị động khi nào? Khi action. Là gì nhỉ? Action. Là gì? Nghĩa là gì nhỉ? Action.
cái gì? Action. Hành động làm sao? Is more important. More important. 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 Important là gì nhỉ? Là gì? Important, quan trọng than the person who does it. The person who does it. The person who does it. Là gì nhỉ? Person who does it. Person nghĩa là gì? Person? Như tôi học hành cái này đây. The person who does it. Người làm hành động đó. Tức là chúng ta sử dụng câu bị động chủ yếu để nhấn mạnh về những cái hành động. Được chưa? Nào, chúng ta có dạng đầu tiên. Ở thì đầu tiên là thì gì? Present simple. Thì gì? Present thì simple. Thì gì? Thì gì? Present simple. Thì gì đây? Thì hiện tại hoàn thành. Hoàn thành ở đâu? Thì hiện tại. Hiện tại gì? Đơn ạ. Thì hiện tại đơn. Bị động của thì hiện tại đơn. Đầu tiên affirmative. Affirmative. Khẳng định. Rồi. Dạng khẳng định sẽ có cấu trúc chủ ngữ cộng động từ to be là am is are cộng với past participle là cái gì? Past participle gặp rất nhiều lần rồi. Verb 3 là cái gì? Là cái gì đây? Past participle. Verb 3 là cái gì? Động từ gì? Động từ gì? Động từ ở thì quá khứ phân từ. Rồi, ở dạng quá khứ phân từ được chưa? Nhớ chưa? Chúng ta sử dụng am, is, are cộng với động từ quá khứ phân từ nha. Lúc này động từ không còn ở nguyên thể nữa, nhớ chưa? Mà là câu số mấy? Câu số 3. Câu số 3. Còn nếu như có quy tắc thì nó ở dạng ED. Rồi. Tiếp negative. Đó, phủ định. Rồi, phủ định thì sẽ thêm gì? Thêm not. Tiếp đến dạng câu hỏi. Câu hỏi thì làm sao? Thì đổi to be lên đầu câu. Sau đó đến gì? Đổi thêm câu hỏi. Đến cái gì? Đến chủ ngữ. Đến gì nữa? Đến động từ. Động từ này làm sao? Làm sao đây? Theo quá khứ phân từ. Chia quá khứ phân từ, nhớ chưa? Nhớ này, tất cả các động
từ ở trong câu bị động ở thì nào cũng như thế đều có cái phân từ hết. Còn lại cái đằng trước thì phụ thuộc vào thì của nó nhá. Nó chia cái gì phụ thuộc vào thì của nó nhá. Còn động từ là bắt buộc phải ở dạng có khứ phân từ. Nhớ chưa? Ví dụ, the temple of literature is located in the center of Hanoi. Chủ ngữ đây là gì? Chủ ngữ trong ví dụ này là gì? Chủ ngữ trong ví dụ này là gì? Đấy, nó là chủ ngữ trong ví dụ này là the temple of literature. Là nghĩa là gì? The temple of literature. Có biết không? Có biết không? Học rồi đấy. Temple of Literature. Văn miếu. Miếu. Văn miếu làm sao? Is located. Miếu cổ. Làm sao? Is located. Is located. Được gì? Located. Xây dựng. Nằm ở đâu? In the center of Hanoi. Được nằm ở giữa trung tâm Hà Nội, được chưa? Nào, ghi cấu trúc vào. Nhớ cấu trúc nha, động từ luôn chia ở quá khứ phân từ. Nào, tiếp theo. Đây, đây chính là cách chuyển, được chưa? Simple present, nhìn thấy chưa? Rồi, nhìn thấy ba cái từ gạch chân này, chúng ta lần lượt xác định. Jane là đóng vai trò là chủ ngữ ạ. Rồi, Prince là là cái gì đây? Là cái gì mà là... Rồi. The floor. Tân ngữ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển nha. Đây, nhớ đây là simple present. Thì gì? Thì... Lại quên. Simple. Hiện tại đơn. Rồi. Bây giờ chúng ta chuyển này. Chúng ta chuyển tân ngữ lên làm chủ ngữ. Được chưa? Chuyển the floor từ tân ngữ lên làm chủ ngữ đứng đầu câu. Được chưa? Chuyển lên là the floor. Tiếp đến động từ này. Được chưa? Rồi. Chủ ngữ the floor ở đây số ít hay số nhiều? Số ít ạ. Số ít thì chia gì? Chia thêm F cộng verb thêm. Nào, đang nói câu bên dưới này. Đi là gì? Is. Được chưa? Động từ clean có quy tắc thêm ed. The floor is cleaned. Chúng ta thêm by. By.
Bởi ai, được chưa? Bởi ai đây? Bởi Jack. Cộng với chủ ngữ, được chưa? Bởi ai? Jane. Jane. Và viết những cái còn lại vào đây, được chưa? Vâng. Nào, tiếp theo đến present continuous thì gì? Thì quá khứ. Lại quá khứ. Thì thì gì? Present continuous. Thì gì đây? Mà nó có is cộng verb in đây. Hiện tại tiếp diễn. Rồi, thì hiện tại tiếp diễn cũng như vậy. Xác định được chủ ngữ là the floor. Được chưa? To be người ta chia đây là is, thì để nguyên xuống dưới đây là is. Được chưa? Nó phụ thuộc vào cái chủ ngữ này nhá. Cái chủ ngữ mới này này chứ không phải chủ ngữ đầu tiên, được chưa? Rồi lúc này chúng ta sẽ thêm being vào đây. Được chưa? Being. Sau đó cái động từ cleaning này thì nó không còn in nữa mà thêm gì? Be. Nó không còn in nữa thì nó thì thêm gì? Thêm ed ạ. Rồi, và by Jane. Rõ chưa? Đây, chủ ngữ cộng với am, is, are, cộng với being, cộng với động từ quá khứ phân từ. Ghi vào. Nhớ chưa? Tí nó có làm được không? Có. Tiếp đến thì tiếp theo simple past thì gì? Simple past thì gì đây? Chúng tôi hoàn thành. Lại hoàn thành. Simple past cơ mà. Simple nghĩa là gì rồi? Đơn rồi. Thế past ở thì nào? Quá khứ. Quá khứ gì? Thì gì đây? Simple past. Quá khứ gì? Quá khứ đơn. Nghĩa thì không nhớ được. Nào, chúng ta có câu chủ động là gì? Jane. Và động từ lúc này nó đã chia idea đúng chưa? Nó chia quá khứ rồi. Đây là động từ có quy tắc nhé. Động từ bất quy tắc thì nó là cột số mấy? Nếu chưa thì quá khứ đơn. Được. Thì quá khứ đơn. Chúng ta đang nói là câu chủ động thì quá khứ đơn. Động từ được có bất quy tắc chia cột số mấy? Chia ở cột số 2 ạ. Nhớ chưa? Không được nhầm những cái đấy nhá. Nào, bây giờ sang đây. Sang đây nó sẽ là the floor lên làm chủ ngữ vẫn như vừa nãy, được chưa? Động từ to be đây sẽ chia theo cái the floor này. Nó sẽ là was hoặc là were. Được chưa? Và động từ lúc này là ở dạng gì? Động từ chính là dạng gì? Dạng quá khứ phân tử. Rồi, nhớ chưa? Rồi. Ghi vào. Ghi rõ thì nào ra nhá. Ghi cả tiếng Việt, cả tiếng Anh nha. Ôi, đến lúc lơ tơ mơ không biết cái bài nào với cái bài nào.
Their past continuous today. Rồi, thì quá khứ tiếp diễn. Nào, câu chủ động. Jane was cleaning the floor when I arrived. Đúng chưa? Nào, bây giờ câu bị động nó sẽ là the floor was being cleaned by Jane when I arrived. Lúc này thì nó sẽ chia thành cái thêm cái gì thôi. Cleaning này nó sẽ chuyển sang cái gì? Thì quá khứ phân tử. Nó phải có cái gì trước đã để nó mất doing. Nó có being. Rồi, sau đó thì nó mới chuyển sang quá khứ phân tử. Rồi, đây cấu trúc was hay là were phụ thuộc vào chủ ngữ, được chưa? Vâng. Đi vào. Okay. Tiếp nào. Present perfect thì gì? Present perfect. Thì gì? Gì nhỉ? Present perfect. Tương lai. Lại tương lai. Present. Gì gì? Gì gì đây? Vừa đấy học mấy thì rồi? Bốn. Thế bây giờ còn thiếu hai thì nào? Còn thiếu hai thì nào nữa? Hay thế nào nhỉ? Hai thì nào? Còn hai thì nào nữa? Tương lai đơn. Không liên quan ở đây. Nó sẽ không có tương lai ở đây. Chúng ta chỉ có hiện tại và quá khứ thôi. Hiện tại đã có mấy thì rồi? Hai. Thì gì? Thì đơn với tiếp chiến ạ. Thế còn một thì nào nữa? Còn một thì nào nữa? Đã thành. Rồi, thế cái này là thì gì? Present perfect. Thì gì? Lại quên rồi à? Thì gì? Vừa nói xong? Hiện đã hoàn thành. Rồi, nào, câu chủ động thì đã hoàn thành. The floor looks nice. Jane has cleaned it. Đây. Động từ chính ở đây. Has cleaned. Được chưa? Bây giờ nó chuyển nó sang bị động. Được chưa? Chỉ việc thêm gì thôi. Has been. Thêm cái gì vào đây? Thêm been.
Nhớ chưa? Chủ ngữ cộng với has hoặc have cộng been cộng động từ quá khứ phân từ. Nhớ là chia has hay have phụ thuộc vào chủ ngữ nha. Vâng. Đi vào. Đây, ví dụ nào. They built this building in 1970. Bây giờ viết lại thành câu bị động nào. Nào, chủ ngữ là câu chủ động này là gì? Xây. Tiếp, động từ chính. Built. Tân ngữ. This building. 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 Đây chính là building. Là gì? Tòa nhà. Rồi, ghi từ mới vào. Có cần phải ghi chữ đinh không thầy? Có chứ. Xong chưa? Rồi. Nào, bây giờ xác định nó thì ở thì nào? Thì quá khứ đơn ạ. Rồi, viết lại nhanh. Đấy hả? Để em tí để em đi tìm động từ bất tắc. Nhanh. Không tìm thấy thầy ạ. Ừ? Không tìm thấy thầy ạ. Đi tìm bằng được nhanh.
Yêu thế ạ. Nào, bây giờ viết nhanh lên. Không thể. Nào, đọc câu trả lời. The building was sao lại the building? This building. Building was built. Was built. Built in Ninety. Đọc hai số trước. 90. Số bao nhiêu đây? Số 19. Đọc là gì? 19. 19. N. Không cần nè. 19. 70. 1970. Nhớ cách đọc năm chưa? Rồi. Tiếp nào. This is postman. Biết là gì không? Postman. Postman. This in newspapers. Postman. Người gửi thư. Người đưa thư. Ghi vào á. Nào. Chuyển câu này sang câu bị động thì gì đây? Thì hiện tại tiếp diễn ạ. Rồi, chuyển nhanh. Xong chưa? Chưa. Anh đang công thức có đấy rồi. Xong rồi. Nào.
Câu trả lời là gì? New pens. Đọc lại. New pen. New đọc là gì? New Gọi thằng paper. Phong. New paper bag. Ra gọi thằng Phong. Tao đi ngủ. Ôi ấy ạ. Ngày. Ôi thế ơi, mệt lắm. Ngày. Dạy cái này dạy đọc rồi. New paper. Newspapers. Newspaper. Làm sao đây? Newspaper is. Are gì? Being the line. Đọc lại nhìn xem chữ gì đây. Different. Some newspaper are being delivered. Delivered by the postman. Nào, chúng ta có deliver là vận chuyển, bỏ đuôi ed đi, deliver vận chuyển. Không chưa? Rồi. Tiếp nào. This is mother. This is Tom. And Tom often kisses his mother. Thì gì đây? Em có thấy đây là thì hiện tại hoàn thành không ạ? Thì hiện đã đâu? Rồi, viết lại nhanh. Có thể. Nào, câu trả lời. My mother. Sao lại my mother? His mother is yeah, his đi. His đọc. Từ này đọc là gì? His đi gọi thằng Phong nhanh. Kiss đi nữa. My Tom. His mother is orphan, không được bỏ trạng từ tần suất đi. Chúng ta thêm trạng từ tần suất vào đằng sau động từ to be, đằng trước động từ chính. His mother is orphan, kissed by Tom. Ok. Sửa lại nhanh. Okay. Tiếp nào. This is lawn and this is flower. Flower, what does it mean? Yeah. What does it mean? Flower. Hoa. Lan is picking a flower.
Which tense? Which tense? À. Which tense? Which tense? Thì gì? Em cho thầy đây là thì hiện tại tiếp diễn ạ. Rồi, viết nhanh. Nó thế. Now, let give me your answer. A flower. A flower. Đọc lại. A flower. A flower. A flower. Is being picture by la. A flower is being picked. Picked. By lan. By lan. Đúng chưa? Tiếp. This is Mary. And this is here we back. What does it mean? Yeah. Here we, here we, here we, here we back. Here we back. Cái túi làm sao đây? Nặng. Rồi. Mary is carrying a heavy bag. Which tense? Thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại tiếp diễn. Now, do it. Xong rồi thầy. Biết là vở chưa? Ờ, giỏi. Nhanh. Xong rồi. Nào. Ờ, happy. A heavy bag is being carried by Mary. Yep, now this is meat brown. Okay, meat brown. This is picture. What does it mean? Picture. Mr. Brown has already drawn a picture. Which tense? Which tense? Nhanh nào.
Không thể. Nào. A picture. A picture. Has. Has. Already. Already. The rain. Run. Vẫn viết nguyên hả? Đó. Vẫn viết nguyên. Ờ không. Chị. Đọc lại nhanh. Em với thầy là a picture. Rồi. Has. Already. Been drawn. Been drawn. Been drawn by. By. Miss. The drawn. A picture has already been drawn by Mr. Brown. Nhớ chưa? Có từ mới nào đây không? Không. Ok, chúng ta nghỉ đây, ok? Được. And question? No. No? Yes. Ok, homework. Yes. Study the structure we studied today, okay? Yes. Study the passive voice. Take yes. a picture about the new word. Yes. And? Yes. Okay. Okay.